chào mọi người nhé. Đây là một trong những cái góc của vườn tâm xe. Đây là một chương trình từ thiện của các anh chị ở tại Sài Gòn. Theo mình được biết thì với những cái tập quần áo cũ này, với mục đích ban đầu là mang gửi đi cho các bạn tình vùng cao ở trên Đắk Lắk. Tuy nhiên thì do là cái số lượng quần áo ngày càng được quyên góp nhiều, nhưng mà cái phí vận chuyển thì không có. Chính vì vậy là các anh chị ở đây đã nghĩ ra được một cách là bán quần áo cũ, lấy cái số tiền đấy để có thể vừa trang trải cái chi phí lên trên Đắk Lắk để ủng hộ cái chương trình đưa nước sạch về các cái vùng Tây Nguyên hẻo lánh. Thì ngày hôm nay mình đến là ngày thứ hai của chương trình rồi, nên là cũng tầm này chủ nhật thì mọi người đến cũng ít hơn ấy, bởi vì là bây giờ là sáng rồi, thì thường mọi người sẽ ngủ dậy muộn. Nhưng mà mình cảm thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa. Mọi người ở đây thì có những người thì đến đây để mua quần áo ủng hộ, có những người thì đến đây để quyên góp quần áo cũ của mình. Thì các bạn nhìn thấy là chung ở đây đều là quần áo cũ và được bán để lấy số tiền ủng hộ cho các em. Mọi người thấy không, thấy nhiều anh chị đang ở đây dọn đồ, đang xem đồ này, có rất là nhiều đồ. Các bạn thì nếu mà hôm nay hết ngày thì các bạn vẫn có thể ủng hộ ở đây để chữ. Đây là cái chương trình ở vườn Tâm Sen, bán quần áo cũ để gây quỹ từ thiện. Mình sẽ để số điện thoại liên hệ nếu bạn nào muốn ủng hộ ở dưới clip. Có cả sách như này. Thank you.
đó. Ừ, ở bên đó như này, ai ai chị muốn gì đó anh lấy mạnh được không? Được rồi, em lấy cho kẻ rồi đưa em ơi, không dấn quay cảnh.